rất là thích ăn mấy loại bọ này nha. Trời ơi, mình đã tới một cái cầu cảng rồi nha. Trời ơi, mình câu dính cá lên cái nhà đó không? Đâu cá đâu? Đang hạ cây xuống á. Quá dữ ghê ta. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sim TV. Hôm nay thì hai cậu cháu mình sẽ đi trải nghiệm câu cá tiếp tục nha mọi người. Hôm nay thì trời sóng, trời rất là sóng rất là nhiều. Thì mình sẽ tới cái cầu cảng ở bên đó để coi thử coi là có cá nhiều hay không. Nếu mà không có thì hai cậu cháu mình sẽ dời đi một chỗ khác nữa. Nói chung là ở hồ mình rất có nhiều chỗ để mà câu cá nha mọi người. Nếu ai đam mê câu cá thì hãy nhớ ra đảo Nam Du của mình để mà trải nghiệm nha mọi người. Rất là nhiều cá ngon. Thì chúng ta bắt đầu, let's go. Ok, cả nhà chúng ta đã tới cầu cảng rồi. Đây là cái cầu cảng của hòn mình nè mọi người. Mình sẽ câu ở đây coi thử có cá gì hay không nha mọi người. Đó, hy vọng là chúng ta sẽ kiếm được thật là nhiều cá ở đây. Đây là cái thúng của ngư dân. Đó. Ôi, quẹo ở đây, quẹo ở đây, quẹo qua. Số đầu quẹo qua nha mọi người. Đó, quẹo qua đây. Đây, mình sẽ kiếm đây cái địa điểm mình câu cá chỗ này. Cảng này cũng mới làm tầm cỡ 1 năm thôi mọi người à. Không biết là cá nó tụ về chưa biết. Rồi xuống đi. Xuống đi bạn Bin. Coi chừng cái xô á, lấy đồ ra đây đó. Lấy đồ ra đây Bin. Cái thao là của con vậy? À lộn, cái ông cầu, leo ông cầu đi. Ừ. Ông cầu nào của con? Thì em lấy đi cái nào cũng được. Bin đó, cái đó anh làm nó mày câu thử coi. Này cái này hôm qua anh làm rồi nè. Đó giờ làm thử coi. Ý là con em lấy ra đi rồi em câu thử ra. Biết móc mồi không? Đó mồi bọt à. Đây là mồi bọt của mình nha mọi người. Đã có mồi bọt đâu. Mình câu á là mình câu phải là cái mồi này nè, nó mới ăn nhiều. Đó, mồi này nó ăn dữ lắm nha mọi người. Cả nhà ơi, mình đã tới một cái cầu cảng rồi nha. Đó, đây là cái cầu cảng ở hòn mình. Hôm nay thì mình sẽ câu ở đây nha. Mình câu đây thử coi có cá gì hay không mọi người. À, ngoài này gió hơi lớn, nếu mà âm thanh nó không được to thì cả nhà thông cảm nha. Mấy cậu cháu mình đang chuẩn bị đưa câu xuống đây coi thử coi cá nó nhiều hay không. À, nếu mà cá nó không nhiều thì mình sẽ chuyển qua bên cái chỗ khác nha mọi người. Hòn mình thật sự ra cá rất là nhiều. Đó, rất là nhiều nha cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ đi quay cái hòn mình cho mọi người xem cái hòn mình nó rất là nhiều chỗ đẹp với lại nhiều cá nữa. Này gì cây bóp không? Cái gì? Cái này cây bóp đựng tiền nè mọi người. Rồi, trả đó bạn. Trả đó. Con còn có nữa. Có chân trọng của ba thì vậy hả? Câu đi. Tao thử coi có cá không? Cầm nâng dây lên nha. Tao thử tay nghề coi. Này xong chưa? Cái này là câu, cái này là cái lưỡi, cái hộp lưỡi câu của thằng em của mình nó mới đem tới mọi người. Mình thì cũng có một cái bọc lưỡi riêng nữa. Đây nè cả nhà. Đây, mình hay câu cái loại này nè. Ở đảo mình họ câu cái này nè là cả nhà biết sao không? Cá cái này giống như là mình là làm kiểu giả và rong riêu cái cá nó tới á. Đây. Ủa cái lưỡi nhỏ chút xíu rồi thật chứ. Lưỡi này nó có dây nè, dễ câu. Kéo qua nè. Cái chuyện rớt xuống biển đó, bỏ vô đây đi. Rớt biển là teo rồi luôn. Biết gì mà coi. Trời ơi. Đi ra đi. Đổ mồi của tôi bây giờ. Bỏ ghê đâu. Mồi này nó ăn gì lắm rồi mọi người. Ăn không? Thank you.
ơi, à, mình câu dính cá lên cái nhà thấy không? Đó, đây là con cá đầu tiên của mình. Người ta thấy rồi. Biết rồi. Bạn chữ mình hoành khóc á. Ở đây đây. Nè. Mình đã câu dính một con cá đầu tiên rồi ơi. Chỉ cần bỏ trong. Đây mình lấy nước đi. Ha. Rồi. Đi theo anh lên đây. Nó đây. Rồi bỏ đi đi. Tắt máy Cá bự đù. Thấy chưa? Cá bự nè mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Được hai con rồi đó. Chỗ này cá nhiều nè, mình câu đây đi. Chừng nào á, có con bự nó trắng luôn. Con còn nhỏ đây đi. Con nhỏ đi. Bước nữa mình về mình nướng cá luôn đi. Cho bé Tư nó ăn nữa. Đúng không? Bỏ chừng nãy rồi hết bò rồi. Hết bò rồi, lấy bò đi. Dạ chắc. Dính kìa, nó dính kìa. Bò đại cũng dính nữa. Biết mở không? Qua đây Tư ơi, mình cậu nè. 16 3 con cá rồi đó, sống nhiều quá cá nó ăn dữ đó. Mấy đứa cầm lăn dây dây lên câu mấy con nhỏ đó nó ăn nhiều không? Mấy con được. Mấy con bự nó ít ăn. Ừ. Mà qua đây được. Nó sẽ dính. Dính lại hai con. Mong đi. Mong dính con cua con. Chưa. Dính một con. Đó kìa đó. Ok. Dính luôn kìa. Cầm nâng dây lên đi, cầm nâng dây lên đi kìa. Cá hả? À, cả nhà thôi bây giờ mình với mấy đứa cháu mình á sẽ giờ đi chỗ khác nha. Tại chỗ này cá nó ăn yếu lại rồi. Mình sẽ đi ra sau núi này, mình sẽ chạy ra sau để mình kiếm cá khác nha. Đi ra mọi người. Giờ mình sẽ giờ đi chỗ khác nha mọi người. Cháu mình nó đang lấy cá bỏ vô trong cái thùng này. Để đi cá đi. Con mạnh. Được chưa? Đó trời, bỏ đó đi. Em bóc luôn. Cho tao bóc nó đi. Đi, bóc đó nó không có dám cắn đâu. Nó nhảy á chứ nó không có dám cắn. Thì bóc đi nó đâu có dám cắn đâu. Cá mú nó mới cắn. Cá mú cắn dữ lắm. Rồi ok, đổ cho nó nước đi. Chăm cho nó nước đi. Vì nó sống lâu lâu xíu. Rồi đó, rồi đổ xuống đây.
rồi. Mình phải đứng đợi mấy ông anh ông kéo cái cây mọi người ơi. Tại vì mấy ảnh đang hạ cây xuống á. Quá dữ ghê ta. Hạ cây xuống rồi, ok. Mày cái số. Mày có đá gà nữa. Mày cái đá gà đi. Vậy hả? Cá. Câu cá nhiều nhiều dạng. Vậy yeah. À, cả nhà ơi, mấy cậu cháu mình vừa tới một cái nơi rất là đẹp đó cả nhà. Đó cả nhà thấy không? À, đây là một cái sàn của người dân người ta làm, cái nhà lúc trước mình tới đây không có đâu. Người dân ta mở ra để mà cho du khách tới đây để mà tham quan hoặc là nghỉ dạng nằm võng bên đó đó cả nhà. Rồi nghỉ ngơi. Bây giờ mình sẽ câu cá đây coi có nhiều không nha mọi người. Mở ra đây rồi lúc trước cái chỗ này là không có, lúc trước chỗ này không có sàn đâu. Chỉ là đá thôi. Đó. Thì người dân đây họ tận dụng để mà họ làm rất là nhiều thứ. Thôi giờ mình câu cá mọi người. Câu đi. Ở đây. Rồi. Rồi. Để nó đây nè. Thằng em của mình nó dính một con cá rô bự nha mọi người. Đây là cái con cá trơn. Cái này cá trơn nha mọi người, nó trơn lắm, mình thả đây đi. Tại vì nó nhảy mạnh lắm, mình sợ nó. Bỏ đây đi Hiếu ơi, cho nó rồi, qua đây đây đó đây đi. Từ lấy cục đá, từ lấy đá để đây từ ừ, đúng rồi đó, thông minh đó. Rồi để đây câu luôn, một câu câu không để cầm đi, tao bóc mồi cho mày câu. Tao vào đâu rồi, tao mồi đâu rồi. Nó không bỏ chỉ vô, đừng để nước hoài. Bỏ đi, đừng nghĩ sao cầm được gì, nó chạy dữ sao cầm được.
ở lại đi, đừng đi chơi, bắt trong đó bắt cũng được cái dài. Rồi đó, cái tôi cầm dây cao cao thả thả nhiều vô. Ở đây nó bị mấy đã nè. Thả nhiều vô là thả. Nè dính cái kìa, nó dính cá kìa. Biết mở không? Biết mở không? Ôi cá này ngon lắm mọi người. Cá này kho keo ngon phải không? Nhà bữa mẹ em kho đó. Trời nóng không ạ? Cái lọ này nó trơn lắm nha mọi người. Trơn lắm, cá này nó trơn. Ôi trời ơi. Mở ra luôn đi. Đây bắt bò luôn cho. Bắt được câu. Mình hồi nãy cậu câu với mấy con cá mú nó kéo mạnh ghê trời. Coi chừng đó. Dính dây nè. Cầm nâng lên bả bên này. Không được trong tổng tao đang ngon. Cá đó để cho kho keo cho nó giữ kho. Cá nhiều lắm, cá lúc này ăn nấu một câu kỳ vậy ba. Cá bự. Gì cá này đẹp á? Thấy gì? Cái gì? Wow. Cái gì đó? Cá đẹp cái gì? Cái gì chạy? Cá mó đẹp á. Cũng là cá mó này. Ăn được không vậy? Cá xin nói cái em dính luôn rồi đó. Cá mó đẹp không? Cá mó đẹp không mọi người? Cá mó đẹp ha. Cá mó đẹp không? Nó ăn cứng lắm. Thôi. Đây nha mọi người. Còn đây là cái mấy con cá hồi nãy ở dưới kia nha mọi người. Nè. Hiếu cặp đây nè. Múc con miếng để múc cho nó hai miếng mồi đi cho nó câu. Hay là câu một con thôi Bin. Nè, không con chó dành, câu con chó dành. Đây. Từ từ ơi. Từ chân à. Lúc đầu em không tưởng là cái máu đâu rồi. Dính không? Tên dính không? Cả nhà ơi, mình đã thay đổi một cái địa điểm mới nha. Mình đã đi tới một cái chỗ này nè mọi người. Mình tới cái chỗ này để mà mình câu cá. Cái chỗ vừa rồi mình câu sóng đánh quá. Nên mình đang ở sau núi. Để mà mình câu cá mọi người. Để mình coi thử cái chỗ này cá nhiều hay không nha. Vậy hả? Em cứ câu đi. Mọi người ơi,
Ui cha, mồi rẳng còn nhiều nha mọi nhà. Nè cả nhà, mình dính được con cá mú nè. Nhà thấy không? Đó, con cá mú bự ghê không? Ồ, mình à, dính được con cá mú nè mọi người. Giờ mình tháo nó ra nha. Đó, nè bên. Ok, à, cả nhà ơi, à, Sinh và mấy đứa cháu của mình à, vừa mới à, câu xong một ít cá nè cả nhà thấy không? Đó, cá mú. Cái chỗ này á, là cá mú rất là nhiều mọi người. Đó, chỗ này cá mú rất là nhiều. Đó, đây là mấy cái ghe này là mấy ông anh ông chạy qua đây để mà núp sóng gió lên cả nhà. Cả nhà thấy không? Đó, cá mú quá trời bự. Mình sẽ bỏ cá vô đây để mình giờ đi một cái điểm mới nữa nha mọi người. Sẽ tới một cái chỗ mới nữa rồi mình câu thêm một cái nữa rồi mình đem về mình nướng nha. Mình sẽ thưởng thức cái loại cá này nha cả nhà. Đây là cá mú cọp nha. Ở đó mình hay gọi là cá mú cọp. Bỏ đây đi. Được. Bỏ vô. Bỏ bọt đi. Đây là cá mú cọp nè. Đó, cá mó. Đây là cá mó. Ở mình gọi là cá mó hoặc là cá trơn, ở nhà nó trơn lắm. Cái loại này nó trơn lắm mà cái loại này mà kho keo ăn rất là ngon nha. Này kho keo, kho cơm ăn rất là ngon. Cá cứng đơ luôn rồi. Ừ, cá cứng đơ. Rồi nè, tôi cầm tôi. Đây. Cầm cái đổ vô lẹ nè. Ok. 2 kg. Cái này là 2 kg chưa? Đó, 2 kg. Đây cá này, cũng là phải cá. Đồ cho chắc chưa nha. Cả nhà ơi, mình vừa mới đổ thêm một cái điểm mới nữa. Đây, mình sẽ ra cái chỗ này để mà mình câu cá nha. Cái chỗ này là cá nhiều lắm mọi người. Đây, để mình coi thử coi chỗ này cá có cái nhiều hay không nha. Để mình câu thử. Để mình câu. Để mình ra cái chỗ này mình coi thử cá nó có nhiều hay không mọi người. À, bữa trước thì em của mình đó, nó có ra đây câu chơi. Nó câu tới 2-3 kg mọi người. Chỗ này là cá nhiều ha. Không đi đâu luôn kìa. Ồ, đúng rồi, nó đi đâu.
À, cả nhà sinh vừa mới đi câu với mấy đứa cháu mình về xong rồi cả nhà, cá rất là nhiều luôn. Hôm nay thì mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với sinh cái món cá nướng tại đây luôn nha. Giờ bắt đầu mình sẽ cùng với cả nhà nướng cá thôi mọi người. Than đã chín rồi, quá mệt luôn mọi người. Mời cả nhà nha. Cháu mình nó mới câu thêm mấy con cá gì nữa nè mọi người. Cái này cái gì á? Cá giỏi hả? Cá linh kiệm hả? Thêm con cá. Cá này nướng ngon lắm nha mọi người. Mà đem rửa đi. Rửa đi gì? Rửa lại đi. Cái gì? Nè cả nhà ơi, cá này mình nướng rất là ngon nha. Mình đã thường nướng ăn rất là nhiều hàng ngày. Với lại thường thường là mình sẽ kho keo ăn mọi người. Cá này kho keo ăn rất là ngon nha. Cái này cũng gọi là cá lìm kìm cả nhà, cá lìm kìm biển. Thôi bây giờ mình đem lên nướng luôn rồi mọi người. Cả nhà thấy thơm không? Cá rô nướng này cả nhà rất là ngon. Mình đã lấy bụng ra nghe cả nhà, mình bỏ bụng ra hết tất cả mọi thứ rồi để cho sạch sẽ hơn đó mọi người. Mình ăn là mình phải bỏ bụng ra cho sạch sẽ nha. Đây nè, mình đã bỏ bụng ra nè cả nhà thấy không, bỏ bụng ra cho sạch sẽ. Mình là con rửa qua nước muối, mình rửa qua nước muối cho sạch sẽ mọi người. Đó. Cá này nướng cũng ngon nữa nè mọi người. Thơm quá cả nhà ơi, cá thơm lắm nha mọi người, thơm luôn. Quá cả nhà ơi, lâu lâu quá thì mấy cậu cháu mình sẽ tổ chức đi câu cá như thế này dạ mọi người. Mình có thêm một cái nước chấm nữa, con mới làm đây. Đây cái nước chấm này mình chưa có nặng chanh vô nha, đây là nước chấm huyền thoại của mình. Vô đây với con, em từ đây nha. Mời cả nhà nha. Cả nhà bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món cá này nha. Quá trời ngon mọi người. Ngồi xuống đây bảo ngồi cá gì vậy? Ghế, lấy dép và lót ăn. Đây này ra nè. Thơm quá mọi người ơi. Quá trời thơm rồi. Lấy cái ghế đi. Rồi. Nó ngọt đây mọi người ơi. Bơm đi. Ngọt kìa. Cởi đi xuống cái dạng.
Ủa bên có cái dĩa nào bỏ bỏ, bỏ xương không? Bỏ đại đi, bỏ đại kìa quá cho con đi ra. Ok vậy là chết luôn rồi cậu ơi. Bây giờ bỏ đại ra đây. Hay quá. Trời quá. Cái này lúc như cá béo lắm mọi người. Cá nhà cá rất là béo và ăn rất là ngon mọi người. Cá ngon quá. Lật qua đây bên, lật qua đi. Mình ăn cái nào mình bỏ cái có đó ha. Em có cái gì nào cho nó cái đi cho đựng xương vô cho dễ nè. Trời ơi, ngon nha, chấm chấm miếng muối nè. Quăng ra cho con chó, cứ để nó đây rồi con chó nó ăn, đúng không? Mình bỏ xương đây nè, cho con ơi. Cần thoải mái đây nha, thử cứ ăn thoải mái nè. Làm một con đúng không, mình ăn một con xong rồi tới con khác đúng không? Có bụng con cậu ấy, lấy hết rồi. Cắp dĩa đi. Bỏ đại đi, bỏ đại đi. Chút nữa rồi. Ngồi cắp dĩa ăn trước đi nha. Giờ mình bỏ đây nha cả nhà. Cá rô ngon, cá rô ngon kìa trời. Cá rô nó ngon kìa ha. Béo quá trời, béo quá. Tao giặt mày ăn. Tao không giặt gì. Cậu biết nó giặt đâu không? Nó giặt ngay phần bụng, con giặt ngay phần lưng, vừa giặt xong cái nào. Không thôi anh ăn giùm cho. Nè đứng con này mệt quá. Nè. Đó được chưa? Này cũng bảo rồi, biết qua đây nè. Đứng con này biết. Ăn khỏi giặt. Được chưa? Ừ. Không giặt mà được có ăn. Ở cái đậu cũng có quạt đó. Lại nhiều quá. Thôi mà ngồi cái người biết. Mất ai cái nào. Ngày mai đi. Bên chuyên gia kiếm viện. Cái xếp cho mọi người không được. Còn danh không ta? Còn lên. Bỏ đi chanh nặng bảo. Trời, cá rô nó bé lắm mọi người. Rất là ngon nha cả nhà. Lâu lâu thì mình sẽ tổ chức cùng với mấy đứa cháu mình để mà mình ăn một bữa ngon như thế này. Đó. Ở đảo mình còn rất là nhiều loại cá ngon lắm mọi cả nhà. Cá rô này rất là béo với lại thịt rất là thơm. Để bụng đói mà ăn vô cảm giác thì còn gì mà bằng nó, đúng không cả nhà? Thôi bây giờ mình vào cái nhà ăn tiếp nha. Chứ mình nói hồi đó nó ăn hết á, nó ăn dữ lắm. Đó, nghe nó nó nhão dữ lắm. Ngon mà trời. Nó không ăn được. Ăn thử được rồi mày. Mày nó ngon không mấy ăn được. Ăn cái thôi. Tự, ngon cậu. Ngon chứ. Gái ngày mày câu đi, mình câu mấy cá là lạ đó. Ở nhà anh chắc chưa? Em vui đừng lùi luôn rồi con Nhung ơi. Chưa hết con này nữa nè. Ở nhà ăn cái con cá lim kim của mình nha. Cá này ngon. Ngon rồi, uống miếng thịt đi. Quá gì ngon cả nhà, chỗ đá gì đâu. Thôi, hai miếng. Ngon quá cả nhà. Này mở cái da này ra giùm mày. Mở da ra đi. Biết mở không? Mở da ra đi. Lấy ra đi, lấy ra đi. Không biết ăn cũng bổ nha. Thì mày ăn đi. Ừ. Mắm nó tôi xếp cái xương ra để ăn dưới lên. Thơm quá cả nhà ơi. Mày biết mấy người đi biển mà không được, không được ai lọc con cá này đâu. Chấm dơ quá. Ở nhà nha. Nhiều đây em nói gì đúng không? Hai anh em để ăn rồi. Để ăn chắc, bạn chắc không được. Bạn á, dặn ăn chứ. Cho bóc không? Ngon quá trời luôn. Ngon được. Quá ngon cả nhà. Trời ơi, cá rô này á, lâu lâu mình đi câu về mình ăn. Mình rất là thích cái loại cá rô nướng với lại cá rô kho quẹt cả nhà, rất là ngon nha.
chắc lần sau mình sẽ làm một cái món kho quẹt cho cả nhà xem cái loại cá rô này ăn rất ngon. Mỗi người nhà à cái nhà thôi, mình xin kết thúc tại đây nha. Nếu cả nhà thấy hay nhớ đăng ký subscribe, chia sẻ cho cái kênh của Sinh nha. Bây giờ mình xin hẹn gặp cả nhà vào những cái clip sắp tới nữa. Bye bye, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của mình nha.